Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình thời sự trưa thứ ba, ngày 31 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình thời sự trưa nay chúng tôi xin chuyển đến quý vị khán giả những nội dung đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị khán giả, tính đến hết tháng 5, huyện Chợ Mới giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản được hơn 25% kế hoạch, cao hơn so với bình quân chung của tỉnh. Chưa tính nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia phục hồi phát triển kinh tế, đến nay huyện Chợ Mới được giao kế hoạch vốn là hơn 40 tỷ đồng. Đến hết tháng 5, huyện đã thực hiện khởi công mới 3 công trình dự án, tiếp tục thi công 5 công trình chuyển tiếp với số vốn giải ngân được hơn 10 tỷ đồng. Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân nguồn vốn đã được giao, huyện Chợ Mới cũng đang gấp rút hoàn thành các bước đầu tư, phấn đấu khởi công dự án nhóm B, tuyến đường hội thị thị trấn Đồng Tâm trong quý 3 này. Đây là dự án có số vốn hơn 93 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cấp đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế. Từ đầu năm đến nay, nhà máy thủy điện Nậm Cắt đạt doanh thu hơn 5 tỷ đồng, sản lượng điện thương mại khai thác 3 triệu kWh, nhà máy đã nộp ngân sách gần 1 tỷ đồng. Hiện nay vào mùa mưa, sản lượng điện thương mại khai thác cao nhất so với các thời điểm khác trong năm, ở mức từ 1,7 triệu đến hơn 2,7 triệu kWh. Lượng nước về hồ cao và tương đối ổn định, công suất phát điện 3,2 MW. Cùng với sản xuất kinh doanh, nhà máy này đang chú trọng thực hiện những quy định về bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ, quy trình xử lý sự cố đường dây 35 kV. Đặc biệt là sau mỗi trận mưa lớn, rà soát toàn bộ công trình, đảm bảo không để xảy ra sự cố hoặc xử lý kịp thời nếu có sự cố xảy ra. Phát huy ý chí tự lực tự cường, không cam chịu đói nghèo, mỗi hội viên Hội Cựu Chiến binh đã và đang thực hiện có hiệu quả phong trào Cựu Chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, góp phần phát triển kinh tế tại địa phương. Ghi nhận tại Hội Cựu Chiến binh xã Địa Linh, huyện Ba Bể. Gia đình cựu chiến binh Hoàng Văn Sen ở bản Váng, xã Địa Linh tham gia trồng bí xanh thơm từ năm 2017. Ban đầu gia đình trồng thử nghiệm trên diện tích 2.000 m². Sau khi trồng thử nghiệm, thấy cây trồng này phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng tại địa phương, đem lại thu nhập cao hơn trồng ngô, lúa, nên gia đình ông mở rộng diện tích trồng bí xanh thơm rung ruộng để tăng thu nhập. Đến nay mỗi năm gia đình ông trồng khoảng 5.000 m² bí xanh thơm. Những ngày này, cựu chiến binh Hoàng Văn Sen đang tiếp tục tập trung chăm sóc vườn bí và bắt đầu vào vụ thu hoạch mới với năng suất chất lượng, đem lại nguồn thu nhập khá cho gia đình. Hiệu quả trồng bí này là nó phải gấp đến 5 lần trồng so với trồng lúa đấy, 5-6 lần trồng lúa đấy, nói chung là hiệu quả rất cao. Nói chung là 1.000 m² thì của tôi thì coi như là nếu làm lúa thì mới được 5 tạ thôi, 5 tạ hơn 5 tạ một tí thôi. Nhưng mà trồng bí thì mỗi một vụ 5 tấn cơ. Bí xanh thơm có hai loại là bí phấn và bí xanh, nhưng có chung đặc điểm là thơm từ thân đến lá, rồi hoa và quả, có độ dẻo, mùi vị ngọt dịu, vô cùng hấp dẫn, mà Địa Linh là nơi trồng phổ biến nhất của huyện Ba Bể. Với giá trị sản xuất đạt trên 200 triệu một hecta, so với cây lúa và các cây trồng ngắn ngày khác, cây bí xanh thơm đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều. Chi hội cựu chiến binh Bản Váng có 41 hội viên hội cựu chiến binh, 100% hội viên cựu chiến binh tham gia trồng cây bí xanh thơm. Hội viên trồng ít là 2.000 m², hội viên trồng nhiều nhất 8.000 m², góp phần nâng tổng diện tích của Bản Váng lên gần 20 hecta. Hiện nay cây bí xanh thơm đã và đang được địa phương phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Khu Bản Váng mình cũng trồng được 4 năm lắm ấy. Nhà tôi thì nuôi năm cũng được 4-5 tấn. Rồi cái trồng khác thì cái bí này thì năng suất nhiều hơn. Với hiệu quả kinh tế cao và tiềm năng phát triển lớn, Ban chấp hành Hội Cựu Chiến binh xã Địa Linh xác định cây bí xanh thơm là một trong những cây trồng thế mạnh của địa phương. Hiện nay Hội Cựu Chiến binh Địa Linh có 173 hội viên, trong đó có trên 130 hội viên tham gia trồng bí xanh thơm. Vụ xuân năm 2022, theo thống kê sơ bộ, toàn xã Địa Linh trồng được hơn 60 ha bí xanh thơm. Đến nay, những quả bí đầu vụ mới bắt đầu cho thu hoạch với giá trung bình 10.000 đồng 1 kg. Tin tưởng rằng vụ bí này được mùa, được giá khi dịch COVID-19 đang được kiểm soát trong phạm vi cả nước. Đặc biệt là đầu tháng 6 năm 2022, tỉnh Bắc Cạn tổ chức sự kiện xúc tiến thương mại bí xanh thơm và các sản phẩm OCOP gắn với du lịch trải nghiệm năm 2022. Và đó góp phần quảng bá, giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm bí xanh thơm tại địa phương. Bản Váng, xã Địa Linh cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự kiện này.
cũng là tuyên truyền vận động cho tất cả các hội viên trong toàn xã thì cũng phát triển cái thế mạnh của địa phương về cái trồng bí xanh, với cái mô hình trồng bí xanh của các hội viên trong cựu chiến binh trong toàn xã Địa Linh thì cũng đem lại nguồn thu nhập ổn định cho tất cả các hội viên trong toàn xã. Cùng với sự đồng hành hỗ trợ của các cấp hội, nhiều hội viên hội cựu chiến binh trong xã Địa Linh đã phát huy tinh thần tự lực tự cường, vươn lên trong lao động sản xuất, nhờ đó thúc đẩy phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Tỉnh đoàn Bắc Cạn vừa tổ chức lớp tập huấn chương trình mỗi xã phường một sản phẩm OCOP cho đoàn viên thanh niên. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được thông tin về tình hình phát triển của các sản phẩm OCOP hiện nay trên thị trường và triển khai một số chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chương trình mỗi xã phường một sản phẩm OCOP. Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên tham gia lớp tập huấn đã được các cán bộ chuyên môn thuộc Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ trực tiếp tư vấn các bước xây dựng hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ tham gia chương trình mỗi xã phường một sản phẩm OCOP. Thông qua lớp tập huấn, trang bị cho đoàn viên thanh niên các kiến thức, hiểu biết về chương trình mỗi xã phường một sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao năng lực về sản xuất, gia tăng giá trị và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP gắn với nhu cầu của thị trường. Trường Trung học cơ sở Bằng Vân, huyện Ngân Sơn vừa đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Đến nay, Trường Trung học cơ sở Bằng Vân đã được xây dựng khang trang, đảm bảo các tiêu chuẩn của trường học đạt chuẩn quốc gia. Hàng năm, đội ngũ cán bộ giáo viên của nhà trường được học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới giáo dục. Hiện 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn trở lên, trong đó 80% giáo viên có trình độ trên chuẩn. Chất lượng học sinh ngày càng được nâng lên. Đến nay, 100% các trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn huyện Bắc Nạm được trang bị tủ hơi nấu cơm điện khép kín thay thế cho nấu bếp củi để phục vụ bữa ăn an toàn cho học sinh. Trong đó, hai loại tủ hơi nấu cơm điện khép kín, nồi nấu hấp nhiệt khép kín được thiết kế sản xuất bản cách nhiệt an toàn. Hệ thống điều khiển tự động với các khay và hệ thống giá đỡ phân bố cách đều hợp lý, đảm bảo cơm và thực phẩm có đủ không gian hấp thụ nhiệt đều nhất và ngon, đảm bảo chất lượng. Bên cạnh đó, các nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với ban đại diện phụ huynh học sinh thay đổi phương pháp quản lý từ tự cấp tự túc thực phẩm và tự hợp tác chế biến sang chủ động kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định pháp luật, có sự tham gia của đại diện phụ huynh học sinh, góp phần nâng cao trách nhiệm xã hội và hoạt động chăm sóc giáo dục học sinh phát triển toàn diện. Thời gian qua, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn huyện Bắc Nạm luôn được cấp ủy chính quyền quan tâm tổ chức, nhất là xây dựng các câu lạc bộ văn nghệ thể thao và thu hút đông đảo người dân tham gia xây dựng lối sống văn hóa, tinh thần lành mạnh. Xác định vai trò nòng cốt của các câu lạc bộ văn nghệ thể thao quần chúng, hàng năm Trung tâm Văn hóa Thông tin huyện đã phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thành lập các câu lạc bộ tại thôn bản. Ở thôn Khuổi Ỏ, câu lạc bộ văn hóa thể thao được duy trì hoạt động từ nhiều năm nay. Với các thành viên nòng cốt tham gia thường xuyên luyện tập những điệu múa, bài hát truyền thống, tích cực tham gia phục vụ các nhiệm vụ chính trị, văn hóa ở địa phương như phục vụ ngày hội đại đoàn kết, các dịp lễ Tết thu hút đông đảo người xem. Đúng là thôn Khuổi Ỏ chúng em là tập luyện để tập múa, xong là tập khen, thổi khen lá, xong là có cả hát, đó là những cái nét đẹp văn hóa của mình. Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tạo sợi dây liên kết chặt chẽ, kết nối tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, góp phần quan trọng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, đẩy lùi tệ nạn xã hội. Cùng với việc xây dựng 10 câu lạc bộ văn hóa thể thao do Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Cạn hướng dẫn thành lập, huyện Bắc Nạm cũng đã tổ chức xây dựng nhiều câu lạc bộ thể dục thể thao. Phần lớn các câu lạc bộ được thành lập và hoạt động với quy mô cấp xã và thôn, thu hút từ 20 đến 30 thành viên ở các độ tuổi tham gia. Việc thành lập và duy trì hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa thể thao, làng văn hóa góp phần xây dựng phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, cổ vũ, động viên quần chúng nhân dân tích cực tham gia sưu tầm, lưu giữ, khai thác và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc cũng như tham gia thi đấu các môn thể thao và biểu diễn các tiết mục văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Thời gian qua thì được sự quan tâm phối hợp của các cơ quan đơn vị chuyên môn của sở cũng như là sự kết phối kết hợp của giữa huyện với các địa phương ở trên địa bàn huyện, thì hàng năm ở trên địa bàn huyện thì
đều thành lập mới các câu lạc bộ thể thao làng văn hóa cấp xã, cấp thôn. Qua đó thì thành lập tổ chức được nhiều cái hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Và sau khi thành lập thì thực hiện đúng cái quy chế, cái tôn chỉ mục đích theo cái quy định được đề ra. Và thông qua đó thì nhiều người dân được tham gia thêm vào câu lạc bộ, được tham gia sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, được rèn luyện thể dục thể thao, góp phần thúc đẩy cái phong trào văn hóa văn nghệ thể thao của từ thôn, xã đến huyện trên địa bàn. Để phong trào văn hóa văn nghệ thể thao quần chúng phát triển sâu rộng là sân chơi lành mạnh bổ ích của người dân nông thôn. Thời gian tới, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tiếp tục phối hợp với các xã trong việc định hướng, giúp đỡ để các câu lạc bộ hoạt động hiệu quả, từ đó góp phần quan trọng trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi những thông tin thời sự trong tỉnh.